Anh Lê nói về tranh cãi xoay quanh Minh Tú. Khi làm quảng cáo bạn phải nhớ khách hàng luôn đúng. Trong quảng cáo bạn phải nhớ khách hàng luôn đúng, bởi hơn ai hết họ hiểu về sản phẩm, thị trường và là người vạch ra mục tiêu cho thương hiệu của mình. Giám khảo Hoa hậu Anh Lê chia sẻ quan điểm của mình trước những tranh cãi về chiến thắng của team Minh Tú trong tập 4 Đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Tập 4 Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 chính thức công chiếu với nhiều phút giây căng thẳng, kịch tính kể cả trong từng phần dự thi lẫn phần loại thí sinh. Cộng đồng mạng đang dậy sóng bởi quyết định lựa chọn team chiến thắng dành cho Thủy Liễu. Nhiều ý kiến cho rằng TVC của team Hoàng Thùy đáp ứng được tiêu chí về thời lượng dẫn nội dung, tuy nhiên nhãn hàng lại lựa chọn team Minh Tú. Điều này đã đẩy hai thí sinh còn lại của team Kiều Loan và hai thí sinh của team Hoàng Thùy rơi vào vòng loại. Trước những tranh luận sôi nổi trên, giám khảo Hoa hậu Anh Lê đã có những chia sẻ riêng trên góc độ một doanh nhân, một nhà quản lý doanh nghiệp. Giám khảo Anh Lê không đơn thuần là một đại diện nhan sắc, cô được biết đến với cương vị một nữ doanh nhân thành đạt, cùng lúc điều hành nhiều doanh nghiệp, thương hiệu ở các lĩnh vực khác nhau, đồng thời là một nhà đầu tư tài chính có hơn 10 năm kinh nghiệm. Với Hoa hậu Anh Lê, một TVC quảng cáo cần phải đảm bảo được thời lượng phát sóng, truyền tải nội dung, thông điệp mà nhãn hàng mong muốn, đồng thời chạm được cảm xúc của người xem. Đứng ở tâm thế của một người làm kinh doanh, Hoa hậu Anh Lê chia sẻ, các team và quý khán giả hãy tôn trọng và tin tưởng quyết định lựa chọn của nhãn hàng. Team Minh Tú có được chiến thắng là TVC ấy đã phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhãn hàng. Nữ giám khảo giải thích thêm rằng, trong quảng cáo, marketing có những chiến lược riêng trong từng giai đoạn. Hoa hậu Anh Lê cũng như tất cả các thành viên trong ban giám khảo đều nhìn ra được sự mạo hiểm của Team Minh Tú với kịch bản TVC phù hợp với giai đoạn remarketing, quảng cáo với khách hàng cũ hơn là giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mới. Tuy nhiên, điều may mắn đến với team Minh Tú đó chính là TVC này phù hợp với chiến lược marketing của thương hiệu và được nhãn hàng lựa chọn. Giám khảo Anh Lê cũng bày tỏ ý kiến rằng điều chúng ta nên dành sự quan tâm lúc này không phải là đội nào thắng, vì Minh Tú đã có quyền đưa 4 thí sinh vào vòng loại trừ. Chính vì thế, hãy để tâm đến kỹ năng, sự nỗ lực của từng thí sinh, giúp các bạn ấy thấy được thiếu sót của mình và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nữ giám khảo cũng nhắn nhủ với tất cả các thí sinh rằng, đã đi thi phải có tham vọng, phải hướng đến ngôi vị cao nhất, nhưng điều này không có nghĩa khi bạn không đạt được mục tiêu đó là cánh cửa thành công của bạn khép lại. Hãy coi Đại sứ Hoàn Mỹ chính là nền tảng để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp tới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.